Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon, người đặt tên là Phêrô, và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Thomas, Giacôbê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì từ nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Suy niệm. Lịch sử ơn cứu rỗi đã khởi đầu và tiếp diễn bằng những cuộc tuyển chọn. Ở khởi đầu lịch sử này, từ trong đám dân du mục vô danh tại miền Lưỡng Hà Địa, Thiên Chúa đã chọn Abraham. Trong những người con của ông, Ngài chỉ chọn Isaac. Và trong những người con của Isaac, Ngài chỉ chọn Jacob làm người cha của 12 chi tộc Israel. Để thực hiện cuộc giải phóng con cái Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, Ngài đã chọn Môsê làm thủ lãnh. Tất cả những chọn lựa của Thiên Chúa đều bất ngờ, nghĩa là vượt lên trên những tiêu chuẩn chọn lựa thông thường của con người. Từ Abraham qua Môsê đến các ngôn sứ và David, tất cả đều được chọn lựa không phải vì tài năng đức độ riêng của họ. Từ Môsê đến David, rồi Jeremiah, Isaiah đều nhận ra nỗi bất lực yếu hèn của mình khi được Thiên Chúa chọn làm ngôn sứ. Chúa Giêsu cũng đã chọn các môn đệ của Ngài theo những tiêu chuẩn bất ngờ nhất. 12 tông đồ được Ngài chọn làm cộng sự viên thân tín nhất không phải là bậc tài ba xuất sắc. Trái lại, họ là những người dân trài quê mùa rốt nát miền Galilee. Thánh Luca đã ghi lại một chi tiết rất ý nghĩa trong việc lựa chọn của Chúa Giêsu. Ngài đã cầu nguyện suốt đêm. Sự liên kết với Thiên Chúa trong cầu nguyện và việc chọn lựa cho thấy tính cách nhưng không của ơn gọi. Thiên Chúa muốn gọi ai tùy Ngài, và sự lựa chọn không dựa vào tài đức của con người. Từ 12 người dân trại bình dân, Chúa Giêsu đã xây dựng giáo hội của Ngài. Nền tảng của một giáo hội không phải là sức riêng của con người, mà là sức mạnh của Đấng đã hứa: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Suy niệm về việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ, chúng ta được mời gọi nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta, đồng thời nói lên niềm xác tín của chúng ta vào tình yêu của Ngài. Chỉ có một sức mạnh duy nhất để chúng ta nương tựa vào, đó là sức mạnh của ơn Chúa. Với niềm xác tín đó, thì dù phải trải qua lao đao thử thách, chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng tình yêu của Chúa sẽ mang lại những điều thiện hảo cho chúng ta.